Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 30 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam, chủ nghĩa xã hội và tệ nạn buôn người. Vào hôm 25 tháng 6 năm 2020, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, cố vấn của Tổng thống Ivan và Đại sứ John Richmond công bố phúc trình thường niên về buôn người, trong đó đã liệt kê Việt Nam vào nhóm các nước cần được theo dõi do chưa thực hiện đầy đủ các tiêu chí tối thiểu trong việc xóa bỏ nạn buôn người. Phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ viết như sau: Chính phủ Việt Nam không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí tối thiểu để loại bỏ nạn buôn người, dù đang nỗ lực rất nhiều để làm như vậy. Đây là hình ảnh cố vấn Tổng thống Ivanka Trump phát biểu vào hôm 25 tháng 6 năm 2020 cùng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo bên phải và Đại sứ John Richmond trong lễ công bố phúc trình thường niên năm 2020 về tệ nạn buôn người. Đây là năm thứ ba liên tiếp chính phủ Việt Nam vẫn báo cáo rằng con số nạn nhân năm nay thấp hơn đáng kể so với năm trước. Các thủ tục xác định và hỗ trợ nạn nhân vẫn còn cồng kềnh, chậm chạp và không hiệu quả, phúc trình cho biết. Chính phủ Việt Nam báo cáo con số nạn nhân buôn người trong năm 2019 là 300, so với năm 2018 là 490, phúc trình cho biết. Chính phủ không cung cấp toàn diện thống kê các trường hợp phân loại buôn bán người, tuổi hay giới tính nạn nhân, nơi xuất phát hoặc điểm đích của các vụ buôn người, báo cáo viết. Phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhắc đến vụ 39 người Việt Nam chết trong thùng xe container đông lạnh ở Anh vào tháng 10 năm 2019, và sau đó chính phủ Việt Nam bắt đầu điều tra làm rõ thảm họa này, cũng như ngăn chặn việc đưa dân đi lậu ra nước ngoài. Chưa có phản hồi chính thức nào từ phía Việt Nam về phúc trình mới nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ, nhưng trước đây Việt Nam từng nói báo cáo này của Hoa Kỳ có những nhận xét không khách quan. Vào năm 2019, lần đầu tiên kể từ năm 2012, Việt Nam đã bị Hoa Kỳ hạ cấp xuống nhóm các nước cần được theo dõi về tình trạng buôn người, tức là cấp bậc 2 cần theo dõi. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, một nước chỉ được liệt 2 năm liên tiếp vào bậc 2 cần theo dõi. Với quy định này, nếu tình hình buôn người ở Việt Nam trong năm nay không được cải thiện, nước này sẽ bị liệt vào bậc 3 vào năm tiếp theo. Báo cáo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam ghi nhận thực trạng buôn người ở Việt Nam như sau. Như đã báo cáo, trong 5 năm qua, bọn buôn người đã bóc lột các nạn nhân trong nước và nước ngoài ở Việt Nam và bóc lột các nạn nhân từ Việt Nam ra nước ngoài. Đây là hình ảnh một số nạn nhân trong vụ 39 người chết trong xe container đông lạnh tại Anh, đa số nạn nhân đều còn rất trẻ. Đàn ông và phụ nữ Việt Nam di cư ra nước ngoài để lao động tự do hoặc thông qua các công ty tuyển dụng lao động của nhà nước, tư nhân hoặc cổ phần. Một số công ty tuyển dụng không đáp lại các yêu cầu trợ giúp của người lao động trong những trường hợp họ bị bóc lột. Và một số công ty thu phí quá cao đã khiến cho người lao động dễ bị bỏ rơi vào tình trạng buộc phải lao động trừ nợ. Và bọn buôn người đã biến các nạn nhân trở thành đối tượng của cưỡng bức lao động trong các ngành xây dựng, ngư nghiệp, nông nghiệp, khai thác mỏ, khai thác gỗ và công nghiệp chế tạo, chủ yếu ở Angola, Nhật Bản, Lào, Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ngày càng có nhiều báo cáo về nạn nhân buôn người là người lao động Việt Nam ở Vương quốc Anh và Ireland, trong đó có người lao động ở các trang trại trồng cần sa. Ở châu Âu, ở Trung Đông và trong các ngành công nghiệp hàng hải ở Thái Bình Dương cũng xuất hiện rất nhiều những lao động cưỡng bức này từ Việt Nam. Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn của Việt Nam ở các nước láng giềng như Lào có thể bóc lột sức lao động của người dân ở Việt Nam và người nước ngoài. Bọn buôn người bóc lột phụ nữ và trẻ em Việt Nam là nạn nhân của tình trạng buôn bán nô lệ tình dục ra nước ngoài. Nhiều người đã bị lừa gạt về các cơ hội lao động và sau đó đã bị bán cho các nhà thổ ở vùng biên giới Trung Quốc, Campuchia, Lào và các nước châu Á khác. Trong đó có Malaysia, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan và Thái Lan. Đây là hình ảnh tại Singapore đang quảng cáo với những hình ảnh cho các quán bar có phụ nữ Việt Nam phục vụ ở đây. Một số phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài để kết hôn theo môi giới quốc tế hoặc để làm việc trong các nhà hàng, cơ sở massage, quán bar, karaoke, bao gồm những các nước như Trung Quốc, Cộng hòa Ship, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Ả Rập Xê Út, Singapore và Đài Loan. Họ đã trở thành nô lệ giúp việc nhà hoặc nô lệ tình dục. Bọn buôn người này ngày càng gia tăng sử dụng Internet và các trang web chơi game và đặc biệt là mạng xã hội để nhử các nạn nhân tiềm tàng và những tình huống dễ bị tổn thương. Đàn ông thường dụ dỗ phụ nữ và trẻ em, gái đi vào các mối quan hệ hẹn hò trên mạng và thuyết phục họ ra nước ngoài. sau đó biến họ thành nạn nhân của cưỡng bức lao động hoặc nô lệ tình dục. Một số kẻ buôn người đã đăng hình ảnh của mình giống như cảnh sát trên mạng xã hội để chiếm được lòng tin của nạn nhân. Trong quá trình di cư, các băng nhóm tội phạm ở châu Âu của bọn buôn người thường bóc lột nạn nhân người Việt Nam dưới hình thức cưỡng bức lao động hoặc bóc lột tình dục trước khi nạn nhân đến được đích cuối cùng. Ở trong nước, bọn buôn người bóc lột đàn ông, phụ nữ và trẻ em Việt Nam, đặc biệt là trẻ em lang thang và trẻ em khuyết tật, biến họ thành những nạn nhân của cưỡng bức lao động, mặc dù có rất ít thông tin về các vụ việc này. Bọn buôn người bóc lột trẻ em và người đã thành niên dưới hình thức cưỡng bức lao động trong ngành may mặc, tại đó công nhân đã bị ép buộc làm việc thông qua hình thức đe dọa và hăm dọa. Và cũng có những báo cáo về việc trẻ em 6 tuổi đã phải làm nghề may dưới các điều kiện cưỡng bức lao động trong các cơ sở may mặc nhỏ thuộc sở hữu tư nhân và trong các xưởng không chính thức. Và trẻ em 12 tuổi đã phải làm việc khi đang bị tạm giữ trong các trung tâm cai nghiện của nhà nước. Đây là hình ảnh vào hồi tháng 4 năm 2020, hình ảnh cậu bé ở Hà Giang 12 tuổi cõng gạch cay kiếm 18.000 đồng mỗi ngày đã khiến cộng đồng mạng sửng sốt. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong số nhiều trường hợp trẻ em miền núi phải vật lộn mưu sinh khi đang tuổi cắp sách đến trường. Có thể thấy trong bức ảnh, một cậu bé nhỏ người đang oằn mình cõng 3 viên gạch cay lên bàn với giá 2.000 đồng mỗi viên, viên gạch nặng khoảng 12 cân. Theo người đăng tải thì quãng đường lên bàn khá xa và dốc ngược, xe máy không lên được nên đều phải dùng sức người. Mỗi ngày cậu bé cõng được 3 chuyến, đồng nghĩa với việc kiếm được 18.000 đồng và đây là một số tiền khá lớn đối với cậu và gia đình. Và bọn buôn người cũng ép buộc trẻ em hành nghề bán rong và ăn xin trên đường phố ở các trung tâm đô thị lớn. Chúng biến một số trẻ em trở thành nạn nhân của cưỡng bức lao động hoặc lao động để trừ nợ trong các nhà máy gạch, các gia đình ở đô thị và các mỏ vàng ở nông thôn do tư nhân tự khai thác. Và bọn buôn người buôn bán nô lệ tình dục nhằm mục tiêu vào nhiều trẻ em đến từ các vùng nông thôn nghèo và ngày càng nhiều phụ nữ đến từ tầng lớp trung lưu và khu vực đô thị. Và bọn buôn người cũng ngày càng gia tăng bóc lột trẻ em gái thuộc các cộng đồng người dân tộc thiểu số ở Tây Bắc, bao gồm bóc lột nô lệ tình dục và nô lệ giúp việc gia đình bằng cách lợi dụng tập quán bắt cóc cô dâu truyền thống để thực hiện hoạt động tội phạm của mình. Khách du lịch tình dục trẻ em, theo báo cáo đến từ châu Á, Vương quốc Anh và các nước khác thuộc châu Âu, Úc, Canada và Hoa Kỳ, có bóc lột trẻ em ở Việt Nam. Và các nhà hàng Bắc Triều Tiên hoạt động ở Việt Nam có thể bóc lột người lao động Bắc Triều Tiên dưới hình thức cưỡng bức lao động. Mặc dù chính phủ cũng đã công bố rằng người sử dụng ma túy không còn bị cưỡng bức lao động trong các trung tâm cai nghiện, nhưng các tổ chức quốc tế và giới truyền thông báo cáo rằng nhà chức trách vẫn tiếp tục duy trì tình trạng nói trên. Một điều luật đặc biệt vào năm 2014 yêu cầu phải có đủ trình tự tố tụng tư pháp trước khi bị giam giữ người sử dụng ma túy trong trung tâm cai nghiện bắt buộc và người bị tạm giam giữ chỉ phải làm việc tối đa 4 giờ mỗi ngày. Vào tháng 8 năm 2018 có các báo cáo về việc 200 người đã trốn khỏi một trung tâm cai nghiện ma túy của nhà nước khai rằng nhà chức trách ép buộc họ làm việc 8 giờ một ngày, không có thù lao và trừng phạt họ bao gồm cả đánh đập nếu họ cư xử không đúng. Và pháp luật Việt Nam cũng cho phép bắt buộc tù nhân lao động chân tay, tức là cho phép sử dụng cưỡng bức lao động như một phương tiện để trừng phạt những người bất đồng chính kiến về chính trị và tôn giáo. Đây là hình ảnh hầu hết tù nhân Việt Nam đều bị cưỡng bức phải lao động mà không được trả lương. Theo báo cáo, tù nhân làm việc trong ngành nông nghiệp và chế tạo và có các báo cáo về việc tù nhân lương tâm đang phải làm việc trong các ngành nghề độc hại như chế biến hạt điều. Các cán bộ nhà nước Việt Nam chủ yếu ở cấp xã và thôn đồng lõa và đã giúp sức cho việc buôn bán hoặc bóc lột nạn nhân bằng cách nhận hối lộ của bọn buôn người, bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo của buôn người và moi tiền để đổi lấy việc nạn nhân được đoàn tụ với gia đình. Và giới chức ngoại giao của Hoa Kỳ đã gặp gỡ người thượng ở Tây Nguyên. Các nhà ngoại giao Hoa Kỳ vừa gặp gỡ các tín hữu tin lành, độc lập, các cựu tù nhân, các đại diện nhóm tôn giáo khác nhau tại các tỉnh Tây Nguyên của Việt Nam. Theo những người tham dự, hai cuộc gặp tại Đắk Lắk và Gia Lai vào tuần trước đã diễn ra suôn sẻ, dù họ bị an ninh theo dõi cả trước và sau khi gặp phái đoàn của Hoa Kỳ. Và mục sư tin lành Nguyễn Hồng Quang đã cho Đài Tiếng nói Hoa Kỳ biết nội dung trao đổi giữa các tín đồ của ông Van Rins, tham tán chính trị, và ông Dambeck, viên chức chính trị. Tại Gia Lai thì có 8 người gặp, tại Đắk Lắk có 12 người gặp. Khác với các lần trước, lần này phía Mỹ quan tâm rất chi tiết hơn, hỏi thăm các nhóm tin lành chưa được công nhận, kể cả nhóm có pháp nhân, họ có khó khăn gì và còn vấn đề gì, tồn tại gì hay không. Khi đã cho phép hoạt động thì họ còn gặp khó khăn gì đối với các tín đồ vì lý do tự do tôn giáo mà trước đây từ năm 2001 cho đến năm 2004 đấu tranh mà bị đi tù thì quay về phải đối diện với những khó khăn gì? Ông Y Quy, người dân tộc ED ở làng Akhid, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, một tín đồ tin lành, đồng thời là một thành viên của nhóm vận động người thượng vì công lý, đã cho Đài Tiếng nói Hoa Kỳ biết thêm về cuộc gặp giữa ông cùng với các tín đồ khác và hai viên chức ngoại giao Hoa Kỳ. Ông nói, tôi đã nói lên sự thật về tình hình tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam từ năm 2018 cho đến nay. Chúng tôi vẫn còn chịu sự sách nhiễu, đe dọa, đàn áp, bắt bớ từ nhà cầm quyền. Họ canh gác, theo dõi thường xuyên. Nhiều tín đồ và lãnh đạo hội thánh đã bị áp giải lên đồn công an thẩm vấn. Họ tuyên truyền trong các cuộc họp với quần chúng để tẩy chay hội thánh của chúng tôi, hăm dọa người dân không được tiếp cận với giáo dân, tín đồ trong hội thánh của chúng tôi và cho rằng đó là tà đạo. Họ cũng nói rằng chúng tôi lợi dụng tôn giáo để chống phá đảng và nhà nước. Họ gán ghép như vậy để xóa bỏ tôn giáo của người đề ga của chúng tôi. Đây là hình ảnh các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ đã gặp gỡ tín đồ tin lành thiểu số ở khu vực Tây Nguyên vào ngày 17 tháng 6 năm 2020 tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Nhiều hội thánh của chúng tôi chưa dám công khai hoạt động thờ phượng vì sợ bị bắt đi tù như trường hợp của các thầy truyền đạo như Ipum hoặc tín đồ Minh Khors hoặc là mục sư A Đào. Mục sư Nguyễn Hồng Quang cho biết lực lượng an ninh có mặt thường xuyên và làm phiền tại cuộc gặp ở Đắk Lắk vào hôm 17 tháng 6. Ông nói, rất đông công an tỉnh Đắk Lắk biết trước cuộc gặp này. Họ ngồi đó rất đông, gây áp lực với khách sạn Sài Gòn, Buôn Ma Thuột, nơi phái đoàn Mỹ đặt phòng họp. Họ hỏi danh sách, lấy giấy tờ giống như mình nghỉ qua đêm, trong khi mình là khách mời đến chỉ uống nước. Tôi có nói với họ là đừng làm phiền chúng tôi. Ông Y Quy đã cho Đài Tiếng nói Hoa Kỳ biết cả 3 tín đồ trong nhóm của ông đều bị an ninh theo dõi. Có trường hợp an ninh tìm đến nhà để dò xét sau cuộc gặp. Cả 3 người đều bị theo dõi. Khi gặp viên chức Đại sứ quán Mỹ, có công an chụp hình lén. Hôm sau, tôi về đến nhà thì công an canh gác tư gia rất nhiều. Đại sứ Hoa Kỳ đã liên lạc với công an tỉnh Đắk Lắk và khách sạn Sài Gòn, Ban Mê để tìm hiểu thêm về cáo buộc làm khó khách tham dự hội nghị cùng các nhà ngoại giao Mỹ, nhưng chưa được phản hồi. Từ North California, ông Ivan, đại diện của tổ chức tại Mỹ cho biết rằng cuộc gặp gỡ giữa phái đoàn Hoa Kỳ và tín đồ của hội thánh tư gia là một điều rất quan trọng. Ông Ivan cho biết thêm, đó là cơ hội để họ lắng nghe những câu chuyện thật của từng cá nhân bị đe dọa, đàn áp về vấn đề thực hành niềm tin của mình. Nhiều mục sư và tín đồ khác hiện tại luôn bị đe dọa, ép bỏ đạo để theo tôn giáo mà họ chọn quyền kiểm soát. Họ tuyệt đối không cho những tín đồ họp lại với nhau, họ kiếm những lý do để mời các tín đồ lên đồn công an hay làm việc một cách vô cớ. Họ cho rằng tôn giáo mà các tín đồ đang theo đuổi là của Mỹ đang âm mưu lật đổ chính quyền. Nhưng đó chỉ là cái cớ để chính quyền gán mác để đàn áp và xúi giục những người dân khác không đi theo. Vào hôm 10 tháng 6 năm 2020, trong phúc trình thường niên về tự do tôn giáo năm 2019, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cho biết chính quyền ở các tỉnh Tây Nguyên đã tiếp tục sách nhiễu các tín đồ tin lành thuộc dân tộc thiểu số. Với việc các quan chức chính phủ đã tiếp tục tấn công, theo dõi, thẩm vấn, bắt giữ một cách tùy tiện và phân biệt đối xử với các tín đồ, một phần vì các hoạt động tôn giáo của họ. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba, ngày 30 tháng 6 năm 2020 với bản tin Việt Nam, chủ nghĩa xã hội và tệ nạn buôn người. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de